Xin chào anh chị em và chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của CWAT Authentic và em Long Tan. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh chị em một chiếc đồng hồ rất đẹp, một tuyệt phẩm đến từ thương hiệu Maurice Lacroix. Và ngoài cung cấp những cái sản phẩm chất lượng như thế này ra, bên em cũng sẵn sàng thu mua chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa. Mọi thông tin chi tiết thì hãy liên hệ với em qua số Zalo 0973 816 172. Đó. Và nếu cũng cần tư vấn, hỗ trợ và giao lưu bất cứ sản phẩm nào, hãy gọi trực tiếp cho em Long tại số điện thoại như trên màn hình. Đó. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ rất đẹp và cũng rất là hiếm. Và nó cũng được những người yêu đồng hồ, sưu tập đồng hồ lâu năm và thú chơi đồng hồ rất là khao khát và muốn sở hữu chiếc này. Một chiếc rất là hiếm và đã rất lâu rồi em mới gặp lại nó thì em đã không bỏ qua cơ hội để sở hữu chiếc Maurice Lacroix này. Một chiếc Maurice Lacroix trong bộ sưu tập là Masterpiece rất cao cấp đến từ thương hiệu Maurice Lacroix. Chiếc này chúng ta thì sẽ có rất là nhiều lịch, rất là nhiều các chi tiết đáng chơi ở đây. Đó, vẻ ngoài sang trọng, bóng bẩy cùng những option cao cấp, đỉnh cao và bộ máy chất lượng như thế này. Đó, một mang một cái dáng vẻ đồng hồ của những chiếc đồng hồ tiền tỷ. Ví dụ như là Patek Philippe, Perpetual Calendar. Nhưng giá của chiếc Maurice Lacroix này dễ chịu hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng với em Long tìm hiểu cái sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé. Chiếc này chúng ta thì sẽ có cái tình trạng là đồng hồ lướt qua sử dụng rất đẹp. Đó, bên em vẫn lúc nào cũng sẽ cam kết hàng chính hãng 100%. Và chiếc này thì sẽ không có hộp, bởi vì là anh chủ cũ chúng ta không giữ gìn được nó. Thế nên là em sẽ tặng cho anh chị em một chiếc hộp gỗ sơn mài khi mua cái sản phẩm này, để anh chị em có thể bảo quản đồng hồ khi mà không sử dụng nữa nhé. Chiếc này chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 38mm và được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối rất chắc chắn, bảo vệ cho mặt đeo. Nó cũng làm cho cái mặt đeo của chúng ta đẹp và trông trẻ hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có khá là nhiều chi tiết mà em sẽ cùng với anh em trải nghiệm hôm nay. Đầu tiên thì là chức năng xem giờ, chức năng chính của đồng hồ. Thì nó chúng ta sẽ có một kim dây dạng kim quyền trượng màu xanh. Đó, kim này sẽ là kim nung xanh. Và bộ kim phút và kim giờ, đây, dạng kim dolphin, được chế tác từ thép không gỉ và có hoàn thiện phía ngoài là phủ một lớp vàng 18K, rất là cao cấp, đẹp mắt và sang trọng. Cái điểm đầu tiên mà đập vào mắt của chúng ta mà rất là tò mò và cũng rất là đẹp ở trên chiếc Maurice Lacroix này, đó chính là sắp đầu moon face góc 12 giờ. Chúng ta anh em, góc 6 giờ. Đây, nơi đây sẽ phô diễn cái vẻ đẹp đến từ vũ trụ và nó sẽ cho chúng ta cái mô phỏng cái lịch tuần trăng 29 ngày đến từ cái ô sắp đầu này. Nó sẽ mô phỏng cái vị trí của mặt trăng chúng ta có thể nhìn thấy ở trái đất. Hai anh em có thể gọi đơn giản đó là lịch âm của chúng ta đấy. Cái lịch tuần trăng này thì trước đây rất là hữu ích khi mà những cái người, nhất là những người đi biển ấy, họ cần phải quan sát thủy triều lên xuống thì cái lịch tuần trăng này thật sự hữu ích. Nhưng bây giờ thì đã có rất là nhiều thiết bị chúng ta có thể xem cái lịch âm này. Nhưng trên đồng hồ cơ thì đây luôn là một cái chức năng được khao khát, bởi vì nó rất đẹp và nó chỉ có trên những chiếc đồng hồ cao cấp thôi anh chị em nhé. Ở chức năng lịch ngày, lịch dương ấy, thì chúng ta sẽ được đưa ra cái dạng là lịch quarter date này, một cái vòng tròn, và chúng ta sẽ có một cái kim dạng quyền trượng này để chỉ vào. Ví dụ như đây là nó đang chỉ ngày 19. 12 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch to. Hai ô lịch này chúng ta thì sẽ hiển thị lịch thứ và lịch ngày, lịch thứ và lịch tháng. Đó là lý do tại sao chiếc đồng hồ này chúng ta có tên là Maurice Lacroix Masterpiece Triple Date Moon Phase. Triple Date là chúng ta sẽ có 3 lịch và cùng với đó là ô lịch Moon Phase nữa. Rất là đẹp và đỉnh cao. Đó. Ô lịch ngày thì chúng ta dạng vòng tròn này. Đó, chúng ta sẽ không có cái vòng outer ring như mọi khi. Và chúng ta sẽ có tên của thương hiệu Maurice Lacroix góc 3, 2-3 giờ. Dòng chữ automatic và chữ Swiss made danh giá của một chiếc đồng hồ chính hãng sĩ. Một cái phần mà em lúc nào cũng rất là quan tâm, đó là cái phần bezel này. Nó sẽ là những cái đường cong rất là quyến rũ mà nó nói lên cái trình độ chế tác của thương hiệu. Ở đây chúng ta sẽ có 3 lớp. Một lớp vàng ở giữa này và hai lớp thép này. Chất thép của Maurice Lacroix rất đẹp và chúng ta sẽ có một cái niềng vàng 18K nữa ở phía giữa này. Nó tạo cho chiếc đồng hồ cực kỳ sang trọng và có giá trị. Cái núm của chiếc đồng hồ này sẽ là dạng núm quả quýt và có một điểm một lớp vàng ở đây.
nó tạo ra cái phong cách rất là quý tộc và hoàng gia. Hai bên này chúng ta sẽ có hai cái push button đó, để chỉnh những cái phần lịch ở phía trong này. Chúng ta có thể dễ dàng chỉnh bằng cái que chọc sim hoặc là một cái tăm anh chị em nhé. Đó, một chiếc đồng hồ mà rất là sang trọng đấy. Những cái push button này thường có trên những cái chiếc đồng hồ cao cấp và sang trọng có nhiều chức năng thì nó mới xuất hiện cái push button này. Tiếp theo thì điều chúng ta phải nhắc đến đây đó chính là bộ máy của thương hiệu. Bộ máy Maurice Leclerc này sẽ sử dụng 25 chân kính, hoạt động tần số rộng là 28.800 VPH và tích cót đến 40 giờ. Ngoài ra thì độ hoàn thiện phải nói là đạt đỉnh trong cái tầm phân khúc giá. Độ hoàn thiện rất cao cấp, những cái vân xoáy này, vân Geneva được đánh xen kẽ nhau trên các cái lớp máy. Và đánh vân này hoàn toàn thủ công anh chị em nhé. Nhưng mà với cái độ hoàn thiện cực kỳ cao, góc 12 giờ chính là trái tim của máy. Đây là theo ngôn ngữ chuyên ngành gọi là balance wheel, đang hoạt động liên hồi, cung cấp cái những cái dao động, những cái nhịp động tuyệt vời, chính xác cho chiếc đồng hồ chúng ta. Chất thép của máy tuyệt vời, ốc thì là ốc nung xanh, đó, rất đỉnh cao. Chiếc này của toàn chạy rất chuẩn. Đây, một vài thông tin nữa như trên vỏ máy, chúng ta sẽ có đồng hồ chống nước ở 50m này. Đó, ở trên Swiss Made này, kính sapphire. Và đây chúng ta sẽ có ghi chất liệu này, vàng 18K AU750 benzen. Đó, rất là chất lượng. Đây, đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da cá sấu màu nâu và mặt khóa chống gập gãy dây, rất sang trọng và cổ điển, rất chắc chắn, đến từ Maurice Leclerc. Bây giờ thì em sẽ ướm trên cổ tay để anh chị em có thể cảm nhận vẻ đẹp của chiếc này. Chiếc này chúng ta sẽ có size 38mm nhé, chuẩn một chiếc đồng hồ cổ điển thanh lịch, và nó sẽ phù hợp với cổ tay anh em khoảng dưới 17. Đeo chiếc này rất đẹp. Hoặc nếu như anh em cổ tay to hơn, muốn trải nghiệm một chiếc đồng hồ cổ điển với option đỉnh cao và rất hiếm như này, đây cũng rất là đáng thử. Đó, cùng với cả những cái trang phục sang trọng, áo sơ mi, những bộ suit thanh lịch hay là những cái trang phục lễ phục, thì đây chắc chắn là một cái điểm nhấn tuyệt vời trên cổ tay của các quý ông sành sỏi. Và chiếc này thì em đang giao lưu mức giá 38 triệu cho một chiếc Maurice Leclerc siêu lướt qua sử dụng, tình trạng đẹp, cam kết chính hãng và có bảo hành, hỗ trợ bảo hành tới 5 năm như thế này. Chiếc này thì hãng đang bán mức giá mới ở hãng không bao giờ dưới 80 triệu anh chị em nhé. Đó, nếu như anh em thích chiếc này thì liên hệ ngay với em để tư vấn với số Zalo, số điện thoại 0973